Chào đón quý khán giả Sài Gòn TV đến với Góc nhìn trung thực do Bích Trâm phụ trách cùng Kinh tế gia đình Xuân Quân. Chương trình bình luận thời sự Góc nhìn trung thực phát hành mỗi thứ năm hàng tuần lúc 9 giờ sáng, 4 giờ chiều và sau 11 giờ khuya và chiếu lại vào thứ bảy, chủ nhật. Chương trình phân tích những sự kiện thời sự quan trọng xảy ra trong nước Mỹ và khắp thế giới. Bích Trâm kính chào Kinh tế gia đình Xuân Quân. Vâng, xin chào cô Bích Trâm, xin chào quý khán thính giả của Sài Gòn TV. Kính mời quý vị theo dõi những phân tích xung quanh một bản tin quốc tế. Ukraine phản công chiếm lại Kharkiv khiến quân Nga bỏ chạy. Thưa quý vị, vào chiều ngày 12 tháng 9 năm 2022, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã nói là quân đội Ukraine đã lấy lại được 6.000 km2 lãnh thổ tại miền đông và nam Ukraine trong một cuộc phản công bất ngờ bắt đầu từ đầu tháng 9. Quân đội Ukraine được cho là đã giành lại gần hết khu vực Kharkiv ở vùng đông bắc Ukraine, bao gồm cả thị trấn chiến lược Izium, và binh sĩ Ukraine tiến đến gần tận biên giới với Nga tại một số khu vực, trong khi quân đội Nga nói là rút quân để tái phối trí và phòng thủ khu vực Donetsk. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng xác nhận là quân Nga rút lui khỏi địa bàn tỉnh Kharkiv, tức là thành phố lớn thứ hai của Ukraine chỉ sau thủ đô Kiev. Những lá cờ màu vàng và xanh của Ukraine được quân đội Ukraine dựng lên, bay phấp phới từ các tòa nhà ở hơn 40 khu định cư và thị trấn được giải phóng. Nhiều nơi có hạ tầng đã bị bom đạn Nga phá hủy đến 80%. Và cuộc phản công vũ bão khiến lính Nga tháo chạy trong hoảng loạn, bỏ lại nhiều xe tăng, võ khí đạn dược, có người cải trang thành dân địa phương, chạy trốn bằng mọi cách có thể, kể cả lấy xe đạp của dân mà chạy. Thưa quý vị, một vị chỉ huy của Ukraine mà tham gia trận phản công nói là lính Nga bỏ chạy như những lực sĩ chạy nước rút Olympic, cho chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là hoảng loạn, cũng như là cái sự vô tổ chức. Và số lính Nga bị bỏ rơi, phải lẩn trốn, phải đầu hàng rất là nhiều. Có những đơn vị đầu hàng toàn bộ, xe tăng bỏ lại ngổn ngang. Và một viên chức Nga nói là Ukraine điều động một lực lượng đông đảo, đông gấp 8 lần lực lượng Nga trong cuộc phản công. Thị trấn Izium thuộc Kharkiv vốn đóng một vai trò là cổng tiếp vận chính ở phía đông của khu vực Ukraine, thưa quý vị. Và việc mà Nga mất kiểm soát nơi này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của quân Nga tại miền đông Ukraine. Chúng tôi cũng xin nói thêm về yếu tố bất ngờ. Thì trong hàng tháng trời qua, giới lãnh đạo Ukraine nói nhiều về ý định phản công tại tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine. Và thực tế thì họ cũng cho oanh tạc những cái tuyến tiếp tế, những kho đạn, những trung tâm chỉ huy của Nga tại đây, buộc Nga phải đưa lực lượng đến miền nam để mà chi viện và lơ là phòng thủ ở Kharkiv, tức là ở phía đông bắc. Thì Ukraine gần như hoàn toàn im lặng về cuộc phản công ở miền đông cho đến phút cuối. Đây có thể gọi là chiến thuật dương đông kích tây, hay chính xác hơn là dương nam kích đông, đã khiến cho Nga hết sức bất ngờ và thiếu lực lượng để mà ngăn chặn đối phương ở tại Kharkiv. Thưa quý vị và thưa kinh tế gia đình Xuân Quân, chúng ta biết là trước giờ Nga là trùm gọi là tung fake news, bởi vì họ rất là thường xuyên sử dụng cái thông tin sai lệch trong những cái chiến dịch tung hỏa mù đối với đối thủ của họ. Nhưng mà nay chúng thấy là Nga lại bị Ukraine cũng sử dụng cái chiêu trò fake news đánh lừa và hạ đo ván, phải nói là gậy ông đập lưng ông. Thì chiến thắng này của Ukraine cho thấy, thưa ông, những gì về quân đội Nga, cho thấy những gì về quân đội Ukraine, và Tổng thống Putin như vậy đối diện với những chọn lựa ra sao, liệu cuộc chiến có sẽ tiếp diễn? Vâng, quý vị, đây đó là một cái là mình thấy là chúng ta ở đây cũng nói về gọi là cuộc chiến giữa David và Goliath, đúng không? Thì mình thấy là đúng là David đã đá đít Goliath, chưa có thắng hẳn được, nhưng mà Goliath cũng là phải nói là xiềng liệt. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Trước hết á, chúng ta thấy là quân đội, một cái mà tôi muốn đánh thêm nữa là họ nói là 8-1, không có đúng. Tại vì thật ra những cái mà quân mà tái là chiếm đóng lại cái miền đông đó của tỉnh Kharkiv đó là có vài lữ đoàn mà thôi, chứ không có phải là gì. Nhưng mà một cái lữ đoàn được rất là lưu động, và như vậy họ cái cuộc tiến của họ rất là mau.
trong 3 ngày mà họ chiếm được hơn nghĩa là 6.000 cây số vuông thì mình không tưởng tượng được, nó quá nhanh. Thì có hay có giỏi mà đỡ được thì cũng rất là khó, là tại vì họ, để tôi phải thêm một cái phân tích để cho quý khán giả hiểu hơn đó. Khi họ nói nghĩa là kích Nam, à không, nghĩa là đánh vào Khơ Sơn, nhưng mà thật ra là họ đánh vào Kharkiv là phía đông đó, là khi họ biết được quân Nga đã chuyển, tiếp viện của Nga đã chuyển từ miền đông qua miền nam đó, khi họ biết được cái đó đó thì họ để quân Nga vào và họ bắn tất cả các cái cầu chung quanh Khơ Sơn, là quân Nga kẹt bị đó đó rồi, không chạy, không đi đâu được. Đó là một. Khi họ biết được quân Nga tới Khơ Sơn đó thì họ đánh luôn 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 về miền Tây, à miền miền Đông. Nó cho thấy cái gì? Nó cho thấy là Nga, quân đội Nga còn dùng rất là, dùng chiến lược rất là xưa của đệ nhị thế chiến. Đó là một. Các cái là trong quân đội Nga, các cái nghĩa là gọi là quân đoàn mà có tiếng đó, sư đoàn 1 bảo vệ Moscow đó, đã bị đánh tan tành. Mình phải nói là tan tành. Do đó để lại rất là nhiều khí tài. Nhiều khí tài đó còn mới nguyên, y nguyên, nhưng mà chưa kịp có xăng, chưa kịp gì đã phải chạy rồi. Thì do đó quý vị thấy không, trong 3 ngày mà họ đánh tới sát nhiều chỗ, tới sát cũng như là cô Vĩ Trâm đã nói, tới sát biên giới Nga. Và chính Tổng thống Zelensky đã tới Izum. Mà Izum đó, tới Izum đó nghĩa là rõ ràng là phải bình an được Izum thì ông Tổng thống mới dám tới chứ. Đây nó là một cái thách thức cho Nga. Thì tất cả những cái người mà phân tích về nghĩa là chiến sự, phân tích về vấn đề quân sự, phân tích về quân đội Nga và quân đội Ukraine, họ nói là trong tương lai là cái gì? Quân đội Nga sẽ không có đủ sức để tái chiếm Donbass đâu. Quý vị đừng có quên đó là trong cái giai đoạn 2 đó thì Nga nói chúng tôi rút lui khỏi Kiev và chúng tôi tập trung tại Donbass, sẽ không đánh được đâu. Đó là một. Về vấn đề nghĩa là quân đội. Cái thứ hai nữa, Nga đang gặp rất là nhiều khó khăn về nhân lực. Không có đủ nhân lực để bơm người vào tái chiếm lại cái vùng đó, khó mà thành công. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, bây giờ là Nga đã gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Thì vừa rồi đó, tôi chỉ nói thêm vài cái tin để cho quý vị thấy mà phân tích nhiều hơn đó. Khi phân tích đó thì người ta nói là Bộ Tài chính của Nga, Bộ Tài chính của Nga đã trả tiền cho 48.000 người, tiền tử đó, cho 48.000 người, nghĩa là ít nhất là 48.000 quân Nga đã tử trận rồi. Đó là theo cái là tài liệu của Bộ Tài chính của Nga thôi. À, mà khi mà bên Ukraine đó, họ nói là Nga độ 50.000, mà họ chưa nói về những cái người mà thường thường đó, một người tử đó thì 3 người bị thương. Nghĩa là nếu mà 50.000 đó thì phải thêm 150.000 người bị thương nữa thì nó là quá lớn. Vì vậy mà người ta phân tích tại sao mà Nga sẽ có ít cơ hội để tái chiếm. Đó là cái quan trọng. Cái thứ tư nữa đó là quý vị biết là lần đầu tiên ông Ngoại trưởng Nga đã nói về hòa đàm. À, đó. Đâu có phải từ Nga rồi tự nhiên họ nói là phải đầu hàng, mà bây giờ nói về hòa đàm. Thì tự nhiên là mình thấy là Nga họ đã thấy là họ vấn đề là cuộc, nghĩa là chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là bất thành rồi. Đây là một cái mà cái quan trọng nhất là cái gì? Trong nội bộ Nga,
trong nước Nga đã có nhiều người dám lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự này của ông Putin. Quý vị biết thường thường đó, mấy người mà không có ưa ông Putin mà nói lên đó thì thường thường sẽ rớt từ lầu 17 hay là lầu 5 xuống chết một cách mà người ta nói là té hay là xỉu hay gì đó không biết. Nhưng mà ở đây đó, vì quá nhiều người chống đối, 18 người, những cái người ở tỉnh đó, hội đồng tỉnh hội gì đó, họ đã lên tiếng chỉ trích cái chiến dịch quân sự của Nga. Thì đây đó thì lẽ đương nhiên là không phải, bây giờ đâu có ném họ trên lầu xuống được, phải không? Quá nhiều. Thì đó, nó là một cái rất vấn đề quan trọng. Thì mình thấy là về vấn đề quân sự đó, ở miền đông Nga có ít xác suất mà có thể tái chiếm được Donbass, đó là một. Cái thứ hai là ở miền nam đó, thì quý vị thấy ở gần vùng Kherson họ có đánh chứ không phải không, mà họ đánh dần dần ít. Họ mong đó là vì quân đội Nga bị phá tiếp liệu, cái chính sách của họ là đánh các cái căn cứ tiếp liệu, như vậy là Nga không còn súng đạn, không còn lương thực nữa, do đó không kéo lâu được cái chiến cự. Vì vậy đó thì tôi nghĩ là dần dần đó, họ sẽ chiếm lại được Kherson nữa. Thì bây giờ quý vị thấy cái hiệu quả là cái gì? Đúng là Tổng thống Putin là bị, nghĩa là có thể là bị cả thế giới, nghĩa là không có ưa lắm. Bây giờ những cái người mà đồng minh của ông ta duy nhất là còn gì? Tập Cận Bình. Còn quên, chúng ta còn quên là còn Việt Nam còn ủng hộ Tổng thống Putin rất là nhiều. Thì mình phải nhắc là như vậy, sự thật nó là như vậy. Nhưng mà nghĩa là mới đây là có mấy ông bạn về Việt Nam nói úi giời ơi, người ta còn ở Việt Nam còn ủng hộ ông Putin rất là nhiều, mặc dù những cái tin tức là nghĩa là mới nhất cho thấy là không có thành công, nhưng mà tại Việt Nam, chế độ Việt Nam vẫn ủng hộ ông Putin. Nó đi tới cái gì? Quý vị biết là cái đầu tiên đó là trong cũng những con số của Bộ Tài chính của Nga là năm nay đó, tới tháng này, bây giờ tháng 8 rồi đó, không còn thặng dư trong ngân sách của Nga nữa. Trước đây mặc dù họ bán ít nhưng mà vì giá dầu khí nó cao cho nên họ còn thặng dư, thì bây giờ trong ngân sách của Nga không còn thặng dư nữa. Mà quý vị biết là các trừng phạt của quốc tế nó cho tới cái chỗ là không ai dám mua, nghĩa là dầu khí của Nga nữa. Thì nói tóm đó, mặc dù là tất cả các nước ở Tây Phương đều cố gắng, đều lên kế hoạch viện trợ cho Ukraine vào 2023 nữa, nhưng mà tôi nghĩ đó, có nhiều xác suất là chiến cuộc nó sẽ giảm dần trước vào mùa đông. Cái chốt đó, quan trọng đó, là không những nhờ cái cuộc thắng này, nghĩa là rất là mau này, thì các nước Tây Phương lại đoàn kết hơn và có thể là phải giúp thêm, mà giúp nhiều hơn cho Ukraine để họ nghĩa là thanh toán cái vụ nghĩa là xâm chiếm Nga này đối với Ukraine. Vâng, xin bổ sung những phân tích mà Kinh tế gia Đinh Xuân Quân vừa đưa ra. Kính thưa quý vị, sau gần 7 tháng trời, chúng ta thấy là cuộc chiến Ukraine bước vào một giai đoạn mới. Ukraine chuyển từ phòng thủ sang phản công, và chiến dịch của Ukraine ở tại Kharkiv, theo đánh giá của các chuyên gia quân sự phương Tây, nó được chuẩn bị kỹ lưỡng, nó huy động bộ binh lẫn pháo binh, có yểm trợ của không quân, hậu cần đầy đủ, điều động một đạo quân hùng hậu, lại thêm cái yếu tố bất ngờ, thì hỏi sao mà Nga không gọi là bắt giò lên cổ và bỏ chạy. Và chiến thắng này khiến cho những người mà trước giờ cũng hoài nghi, nói là quân Ukraine không đủ khả năng để mà phá vỡ cái thế bế tắc quân sự với Nga, những cái tiếng nói đó đã phải im lặng. Thưa quý vị, lợi thế của bên Nga là họ có nhiều những cái dàn pháo mạnh, nhưng mà Ukraine đã khôn ngoan cho quân du kích của mình sử dụng những cái hỏa tiễn HIMARS, tức là những cái hỏa tiễn mà Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine có độ chính xác cao, để mà phá hủy những cái căn cứ hậu cần, những kho đạn dược của Nga, tước đi cái lợi thế đó.
theo lời của ông Serhiy Kuzan là cố vấn quân sự Bộ Quốc phòng Ukraine, nói là bí mật của chiến dịch này là tước đi lợi thế bất đối xứng mà Nga có được nhờ pháo binh. Quân Ukraine đã nhanh chóng chiếm cứ các tuyến đường sắt và các trung tâm hậu cần của Nga mà Nga sử dụng để di chuyển võ khí và nhiên liệu cho quân đội Nga. Và ông này nói là khi toàn bộ kho võ khí của họ dọc theo trục Izium bị khống chế thì quân Nga bỏ chạy như quả bóng xì hơi. Thưa quý vị, chiến thắng này của Ukraine cũng cho thấy giá trị của những võ khí tối tân mà Hoa Kỳ và phương Tây cung cấp, cũng như là giá trị thông tin tình báo Mỹ cung cấp cho Ukraine về các vị trí quan trọng của quân đội Nga. Trong khi tình báo Nga phải nói là quá tệ, bởi vì một cuộc phản công quy mô lên đến nhiều sư đoàn của Ukraine chuẩn bị từ lâu mà phía Nga không hề hay biết, để mà bị đánh úp bất ngờ. Và từ trước trận chiến này thì theo giới chức quân sự Mỹ và Anh, số quân Nga cả từ chết lẫn bị thương tại chiến trường Ukraine là từ 80.000 đến 100.000 người. Đây có thể là còn dè dặt đó thưa quý vị, bởi vì như ông Quân nói hồi nãy, 50.000 chết và gấp 3 lần như vậy là 150.000 phải là bị thương. Thì chúng ta thấy là gần nửa hoặc là gần hết cái lực lượng ban đầu bị loại khỏi vòng chiến. Và để bổ sung quân lính thì tin nói là Nga chiêu mộ cả chục ngàn người từ các nhà tù, đẩy họ ra chiến tuyến với những cái lời hứa hẹn là sẽ được khoan hồng, được tiền bạc. Đây là những thường dân không được huấn luyện đầy đủ, không có kinh nghiệm tác chiến, cho nên việc mà hàng ngũ tan rã, bỏ chạy là điều dễ hiểu. Chúng ta thấy là nhiều vấn đề của quân đội Nga, từ khả năng lãnh đạo kém cỏi, tinh thần quân đội yếu ớt, hậu cần không đủ và võ khí lạc hậu, không bảo trì đúng mức, do vấn đề tham nhũng ở trong quân đội Nga. Những cái vấn đề này nó trở thành hiển nhiên kể từ giai đoạn đầu của cuộc chiến rồi. Chúng ta nhìn hàng loạt bức ảnh chụp nhiều xe tải hư hỏng, lốp xe thì bị nổ mà lực lượng Nga bỏ lại ở gần thủ đô Kiev, trên đường mà họ lui binh ở giai đoạn đầu của cuộc chiến, là chúng ta đủ biết. Xe tải là cái thứ vận chuyển mọi thứ ra chiến trường, võ khí, thực phẩm, nhiên liệu, binh lính v.v. mà lốp xe lại bị nổ, bị xì. Đây có thể nói là biểu tượng cho sự kém cỏi của quân Nga, cũng như là tinh thần yếu kém của lính Nga. Thưa quý vị, theo lời của Trung tướng Ben Hodges, là người từng chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, nói là lính Nga gục ngã ở nhiều nơi bởi vì họ kiệt sức, hậu cần cạn kiệt, nhiều sĩ quan của họ bị giết. Và ông này nói là hầu hết lính Nga không có ý chí chiến đấu. Trước diễn tiến này thì như ông Quân chỉ ra, vị trí của Tổng thống Putin ở trong nước bắt đầu lung lay. Tin nói là chuyện chưa từng xảy ra đã xảy ra, tức là hai nhóm đại biểu địa phương ở St. Petersburg và ở Moscow vào hôm 9 tháng 9 chính thức gửi thư lên Hạ viện Nga đòi ông Putin phải rời quyền lực sau thất bại quân sự ở Ukraine. Trong khi đó thì các chuyên gia Nga hiện nay đang cãi nhau loạn xạ, có người thúc giục Điện Cẩm Linh phải đàm phán, có người đòi tăng cường lực lượng quân sự cho Nga ở Ukraine. Nhưng mà để làm điều này thì ông Putin cần tuyên chiến và tuyên bố là hành động quân sự ở Ukraine là một cuộc chiến tranh toàn diện chứ không phải là chiến dịch đặc biệt như ông vẫn nói. Thưa quý vị, nhìn chung thì dư luận giới tinh hoa Nga chuyển từ chỗ tin là Nga chiếm Ukraine chỉ là vấn đề thời gian sang chỗ là họ đang kinh hoàng trước cái đà tiến nhanh chóng của lực lượng Ukraine. Và cũng có tin nói là phía Nga đòi đàm phán nhưng Ukraine không chịu, bởi vì với cái chiến thắng này, Ukraine lấy lại được khoảng 10% lãnh thổ đã bị chiếm từ Nga. Ukraine đang trên đà thắng và họ nói họ sẽ không ngừng lại cho đến khi lấy lại hết 100% lãnh thổ, bao gồm cả khu vực Donbass ở miền đông và bán đảo Crimea mà Nga sát nhập vào năm 2014. Báo Wall Street Journal loan tin nói là Quốc hội Mỹ đang cân nhắc gửi thêm hệ thống võ khí hỏa tiễn tầm xa có tên gọi là Army Tactical Missile System, viết tắt là ATACMS, cho Ukraine. Đây là cái hệ thống võ khí có tầm bắn xa lên đến 300 km, mà trước giờ Mỹ vẫn lưỡng lự không gửi, mà chỉ gửi những cái hệ thống bắn gần hơn như là hỏa tiễn HIMARS tầm bắn 85 km, bắn xong có thể di chuyển dàn phóng xa ra chỗ khác để mà tránh quân địch phản công.
đây là những cái loại vũ khí mà Ukraine sử dụng cũng rất là hiệu quả để mà phá hủy những cái kho đạn, những cái sở chỉ huy của Nga và giúp Ukraine trong chiến thắng vừa qua. Tuy nhiên thưa quý vị, để Ukraine nhắm tới những cái mục tiêu ở sâu phía sau chiến tuyến phía Nga trong cái cuộc phản công tiếp theo, có thể là tại Kherson ở miền Nam, cụ thể là cây cầu kết nối bán đảo Crimea với lục địa của Nga. Đây là cây cầu dài nhất ở châu Âu mà Ukraine nói là phía Nga dùng để mà chuyển binh sĩ và quân nhu đến Crimea rồi từ đó tiếp viện cho quân Nga ở Ukraine. Và như vậy thì chúng ta thấy là Ukraine chuẩn bị nhận từ Hoa Kỳ những cái hệ thống vũ khí tối tân hơn, hỏa tiễn bắn xa hơn. Và như vậy thì cuộc chiến giữa David và Goliath sẽ tiếp diễn, có thể là sẽ có những cái trận phản công ác liệt trước mùa đông và dần dần sẽ coi như là hạ nhiệt khi mà mùa đông bắt đầu. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại của Sài Gòn TV. Chương trình sẽ trở lại trong giây lát.